Rồi môn học này là một cái môn học mà dẫn đến vấn đề là rất nhiều bạn phải thi lại. Nhưng mà gần đây thì nó cũng tạm đỡ hơn vì nó đã đi sát với lại cái chương trình của bạn và đồng thời lấy sát vào việc hỗ trợ phục vụ cho các bạn các môn học khác. Cho nên nó cũng có giảm thiểu được một phần nào đó để gây sự áp lực, gây sự khó khăn cho các bạn. Thì đây cô cũng nói trước, cho nên để các bạn trong quá trình học chúng ta cố gắng, nào chúng ta cố gắng, chúng ta theo dõi, chúng ta nắm bắt. Đó là vấn đề thứ nhất là việc học. Vấn đề thứ hai thì muốn nhắc được các bạn thì đối với cô thì một buổi kề cuối cùng sẽ là có một buổi làm bài kiểm tra. Kiểm tra thì đương nhiên bây giờ chúng ta đang học trên online thì các bạn kiểm tra cũng kiểm tra bằng các bài học trắc nghiệm, các bài bằng câu hỏi trắc nghiệm. Và câu hỏi trắc nghiệm đó cô sẽ gửi đường link ngay trong cái buổi hôm đó, cô sẽ gửi đường link trên cái group chat của các bạn thấy ở trên màn hình các bạn có cái group chat không ạ? Thấy không các bạn? Các bạn có thấy không? Thấy lúc đó không ạ? Dạ thấy. Có nghĩa là những cái nút nút này sẽ dùng khi mà một là các bạn có những một số bạn không thể mở mic được. Ví dụ như kho máy bàn thì không mở được hoặc là gì đó vân vân, có một số cái điều kiện gì đó khách quan mà chúng ta không mở mic được thì các bạn có thể chat trên đây cùng với cô. Đó. Rồi lúc đó thì đề kiểm tra cô cũng đẩy lên trên đây luôn. Đề kiểm tra vào buổi kề cuối cùng các bạn nha. Những kề cuối cùng để buổi cuối cùng cô có thể công bố kết quả cho các bạn và đồng thời có thể xử lý một số trường hợp đặc biệt khả kháng xảy ra đó, cho nên là đâm ra là tôi sẽ gửi lên bài này rồi lúc đó chúng ta sẽ làm bài và cô sẽ gửi điểm ngay cho lớp luôn. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba thì đề thi thì trong cái giai đoạn này thì đã kiểm tra cũng như trắc nghiệm thì thi chắc chắn cũng chỉ là những câu hỏi trắc nghiệm. Trắc nghiệm như thế nào thì đương nhiên thông qua nội dung môn học chúng ta sẽ biết được những nội trắc nghiệm, những câu trắc nghiệm đó, được không các bạn? Như vậy thì bây giờ chúng ta cũng thấy thấy tài liệu chưa lớp ha? Lớp mình đã thấy tài liệu chưa? Đây tài liệu của các bạn nhìn thấy chưa? Thấy không? Nó cũng cũng khá là dài, các bạn ha, cũng khá là nhiều. Và các bạn sẽ nhìn thấy nó có cả bài tập, tức là sau mỗi chương nó có những bài tập. Thì tất nhiên trong quá trình học thì cô cho ví dụ rồi, nhưng mà chúng ta cũng thực hiện các bài tập trên trong tài liệu này của chúng ta nữa, nên là các bạn cũng chú ý về nhà nếu có gì thì chúng ta sẽ làm bài tập thêm, được không các bạn ha? Đây rất nhiều bài tập các bạn nha, chương nào cũng có bài tập cả đó. Vậy là một buổi như vậy các bạn vừa dỡ tài liệu ra, cô vừa giảng slide trên bảng, ngoài những cái gì cô đã tóm tắt trên bảng rồi thì các bạn cũng cần phải xem trong tài liệu của mình nữa, xem thêm trong tài liệu chứ không phải là tất cả mọi thứ đều được đưa lên trên bài giảng các bạn ha, nhớ lưu ý điểm này. Rồi đó là vấn đề thứ nhất cùng với giới thiệu các bạn buổi này. Vấn đề thứ hai thì chúng ta sẽ học thì các bạn biết rồi thì chú ý giúp giùm cô việc điểm danh thì cô cũng điểm danh rồi nha, nhưng mà còn lại những cái phần khác lưu ý thì cô cũng yêu cầu các bạn trả lời câu hỏi gì đó các bạn cũng cố gắng bấm nút trả lời hoặc là các bạn sẽ chat với cô được không ạ? Được không lớp nha? Lớp ơi được không? Được. Rồi bây giờ đầu tiên trước hết, tại vì mình chưa có tài liệu ngay từ lúc đầu, cho nên hôm nay bây giờ cô sẽ dành cho các bạn khoảng chừng 15 đến 20 phút để chúng ta xem sơ lược qua, xem sơ lược qua cái tài liệu này để chúng ta biết được xem chúng ta sẽ học nội dung gì ở đó. Được không các bạn? 15 đến 20 phút hoặc cả nửa tiếng để các bạn ngồi lược sơ qua. Được không các bạn? Mở ra xem được không nè cả lớp. Dạ được. Rồi bây giờ cô sẽ cho khoảng từ 10 là 10 20 đến 30 phút thôi ha, thì các bạn ngồi xem sơ lược qua cái tài liệu đó giúp cô để nó bắt đầu đi vào cái môn học thì các bạn sẽ biết được nó sẽ như thế nào các bạn nha. Mời các bạn mở tài liệu ra đi, chúng ta đọc tập trong khoảng 20 đến 30 phút.
Rồi các bạn ơi, các bạn đọc bài xong chưa? Mình đang đọc hả mọi người? Sao không nghe gì hết? À, thì cô đang yêu cầu các bạn đọc cái tài liệu đó sơ qua để mình biết xem. À, để biết sơ qua chúng ta sẽ học gì cho đỡ lấn cấn đó mà. Đúng rồi, bạn có một bạn trả lời giúp cô. Rồi các bạn đã đọc bài thấy như thế nào ạ? Trong thời gian cô cho khoảng 30 phút để chúng ta đọc một sơ qua những cái nội dung học của chúng ta. À, đọc được chưa? Đọc xong hết chưa các bạn ha? Bạn đọc xong rồi đúng không ạ? À, bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái phần nội dung bài học của mình ha. Rồi các bạn. Mẹ cô cho là khoảng 20 đến 30 phút để chúng ta đọc sơ qua tài liệu đó. Rồi có ai có phát biểu nhận xét gì về những vấn đề liên quan sắp tới chúng ta sẽ phải học không nè? Ai nè? Các bạn nào đọc rồi mình thấy sẽ thấy như thế nào ạ? Thì thấy gì ạ? Lớp ơi. Alo alo lớp. Dạ, cô thấy giống học toán. Giống như học toán. Tại sao giống như học toán là sao em? Thấy công thức không rồi Thấy công thức. Rồi ok. Ủa, đâu phải một mình môn toán là có công thức. Các môn khác có công thức không các bạn không? con? Có còn môn lý. À, rất nhiều môn học đều có công thức. Các bạn đang đi học, ví dụ như bây giờ các bạn đang học ngành nhà hàng khách sạn, các bạn nấu ăn nó có công thức không các bạn? Có, đúng không ạ? Bất cứ cái gì nó cũng có một công thức tất cả. Thì ở đây công thức này chúng ta liên đới tới vấn đề gì thôi, chủ yếu là công thức này liên đới với vấn đề gì, công việc tính toán này của chúng ta liên đới với vấn đề gì đó. Đấy là cô đang muốn nói nhấn mạnh về vấn đề nội dung của môn học này. Bắt buộc môn học nào cũng phải cần có sự tính toán, cũng phải có công thức để tính toán. Nhưng tính toán cái gì và tính toán ra làm sao và nó hỗ trợ cho chúng ta cái gì. Ví dụ như các bạn về nấu ăn, các bạn có công thức để giúp cho món ăn của chúng ta ngon hơn đúng không? Nào, đó. Hoặc là chúng ta làm về khách sạn chúng ta cũng có những công thức, vậy phòng đó ở được bao nhiêu người, là phòng đơn hay phòng đôi, và chúng ta kê kích thước giường như thế nào, kê phòng ốc ra làm sao, đúng không? Chúng ta cũng phải có công thức đó. Như vậy là tất cả chúng ta chú ý về những vấn đề này hay giúp cô ha. Rồi thì bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ đi vào học, chúng ta xem thử đối với môn kế toán này thì công thức của chúng ta là cái gì, được không ạ? Đợi, mời các bạn. Thì ở đây nội dung của môn học này của chúng ta thì tôi muốn giới thiệu với các bạn, đây là gọi là môn kế toán quản trị nhà hàng khách sạn, tức là môn kế toán hỗ trợ cho việc quản trị, kế toán mà hỗ trợ cho việc quản trị. Như vậy là nhà quản trị chúng ta cần cái gì thì kế toán sẽ hỗ trợ chúng ta cái đó. À, vậy chúng ta là nhà quản trị thì chúng ta cần cái gì? Chắc chắn chúng ta biết xem thử tình hình tài chính của doanh nghiệp của mình như thế nào, đúng không ạ? Tình hình hoạt động của chúng ta ra làm sao, chúng ta có đang thiếu tiền hay là không thiếu tiền, và chúng ta dự kiến xem kỳ tới chúng ta sẽ làm được những cái gì, sẽ làm ra làm sao đó. Như vậy đó là những điều nhà quản trị quan tâm. Vậy nhà quản trị chúng ta quan tâm như vậy thì kế toán sẽ quan tâm điều gì? Thì các nhà quản trị quan tâm điều gì thì kế toán phải quan tâm điều đó, vì kế toán là người hỗ trợ cho nhà quản trị đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải đi tìm hiểu rồi, chúng ta phải tìm hiểu sơ về kế toán trước, sau đó chúng ta đi tìm hiểu tiếp cái nội dung là vậy chúng ta quan tâm gì thì kế toán quan tâm cái đó. Vậy mà chúng ta cần muốn cái gì đây? Rồi như vậy thì ở nội dung môn học này của chúng ta gồm có 5 chương, nhưng chắc chắn chúng ta trong thời gian này chúng ta sẽ học thì tôi giới thiệu các bạn là 4 chương. Cụ thể chúng ta sẽ phải đi sâu sát 4 chương. Chương 1 đầu tiên là tổng hợp về kế toán, chương 2 là phân loại về chi phí, và chương 3 nói về mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận, chương 4 là cái dự toán ngân sách. Đây là 4 nội dung mà chúng ta sẽ học trong thời gian này của chúng ta, được không các bạn? Các bạn đã học tới những cái chương này chưa? Lớp ơi, mình đã đọc tới những chương này chưa này lớp? Dạ em đọc gần hết chương 4 rồi cô. Đọc hết gần hết chương 4 rồi thì mình có thấy những cái nội dung gì không? Có thấy gì không nè? Có thấy gì không lớp?
Nên nếu muốn thấy viết gì thì chúng ta cùng đi vào nội dung môn học của mình ha. Đầu tiên trước hết chương 1 trước thì cô cũng nói là mình muốn biết người ta hỗ trợ mình cái gì thì mình phải hiểu người ta cái đã. Mình muốn người ta hỗ trợ mình cái gì mình phải hiểu người ta trước. Đặc biệt chúng ta là nhà quản lý, chúng ta phải hiểu hiểu tất cả mọi vấn đề hoạt động trong doanh nghiệp của mình. Đó. Chúng ta là nhà quản trị, chúng ta phải quản lý được tất cả mọi thứ trong doanh nghiệp của mình. Thì đương nhiên khâu kế toán là một khâu không thể thiếu trong một doanh nghiệp nào cả. Bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần kế toán. Như vậy kế toán là một khâu không thể thiếu. Vậy kế toán nó là cái gì, nó như thế nào, nó làm việc ra sao, nó quan tâm cái gì, nó ghi chép cái gì? Thì giờ chúng ta sẽ cùng đi theo vấn đề đó các bạn nha. Thì chương 1 cô sẽ giới thiệu các bạn tất cả 7 vấn đề. Mà tất cả mọi 7 vấn đề này là tất cả mọi những gì của kế toán, nó thể hiện trong 7 vấn đề này. Và từ đó chúng ta sẽ biết nó sẽ giúp chúng ta gì. Thì nội dung chương 1 ngày hôm nay chúng ta sẽ học, cố gắng trong chương 1 ngày hôm nay nếu được khoảng nào thì chúng ta sẽ học nội dung đó. Thì chắc chắn thì đầu tiên chúng ta sẽ nắm được khái niệm và phân loại về kế toán chưa đã. Sau đó chúng ta xem thử vai trò của nó trong hoạt động chúng ta như thế nào. Những nguyên tắc yêu cầu cơ bản đối với kế toán là sao? Đối tượng mà kế toán quan tâm là cái gì? Các phương pháp mà kế toán vận dụng là phương pháp nào? Và đặc biệt cái mà nhà quản trị chúng ta quan tâm đó là các báo cáo tài chính của kế toán. Vậy kế toán sẽ cung cấp báo cáo tài chính nào? Chúng ta sẽ đi những nội dung này. Thì đầu tiên trước hết cô cũng muốn giới thiệu các bạn điều thứ nhất, đó là liên quan đến khái niệm kế toán trước đã. Thì các bạn thấy là chúng ta đọc trên báo chí, chúng ta nghe đài đọc thông tin nói, ví dụ như một doanh nghiệp khi mà có các cơ quan chức năng xuống kiểm tra thì các bạn biết là nhà các cơ quan chức năng kiểm tra chúng ta, người ta sẽ kiểm tra về hoạt động đúng không? Đầu tiên trước hết thì phải kiểm tra về hoạt động. Mà khi chúng ta hoạt động thì đương nhiên các bạn thấy rồi, khi chúng ta hoạt động kinh doanh thì chúng ta phải liên đới tới tài chính. Mà khi liên đới tới tài chính thì có nghĩa chúng ta phải liên quan tới tiền đúng không ạ? Mà liên quan tiền thì vậy thì tiền là ở đâu ra và ai sẽ là người cho chúng ta những con số liệu đó, thì đó chính là kế toán. Vậy thì các bạn thấy thì khi nghe nói về báo chí đài, khi xuống kiểm tra thì đương nhiên cái bộ phận liên đới đầu tiên, bộ phận mà họ sẽ gặp đầu tiên đó là kế toán. Và kế toán các bạn thấy nghe thường ta, kế toán là cánh tay phải của nhà quản trị. Cánh tay phải có nghĩa các bạn thấy chúng ta rất là thuận tay phải, vậy nó rất là quan trọng. Nó quan trọng như thế nào thì ở đây, cho nên là tất cả mọi những gì liên quan đến kế toán đều do luật nhà nước quy định hết. Thì đây đầu tiên thứ nhất thì giới thiệu các bạn là đối với kế toán sẽ làm việc dựa trên luật. Luật là cái cơ bản nhất, cái cao nhất đó để chúng ta thực hiện. Thì ở đây tôi giới thiệu các bạn là luật kế toán. Và ở Việt Nam thì chúng ta có luật kế toán Việt Nam. Tất nhiên mỗi nước người ta hoạt động, người ta có những cái luật của người ta. Thì đối với ở Việt Nam chúng ta có cái luật. Thì chủ yếu ở đầu tiên thứ nhất thì các bạn thấy là kế toán thực hiện theo luật kế toán Việt Nam. Thì ở đây tôi giới thiệu luôn các bạn ở điều 4. Thông thường các bạn thấy là ở các luật á, các bạn thấy là điều 1 nó giới thiệu chung sơ sơ, điều 2, điều 3 cũng nói về các đối tượng sử dụng về luật đó. Thì ở điều 4 nó giới thiệu ngay khái niệm về kế toán luôn. Rồi, thì các bạn mở sách ra các bạn sẽ thấy được khái niệm đó. Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp. Đó, kế toán là như vậy có nghĩa là khi ai làm kế toán thì phải thực hiện việc thu thập thông tin, xử lý thông tin, kiểm tra thông tin, phân tích thông tin và cung cấp thông tin. Nhưng thông tin đó là thông tin gì? Thì đây các bạn nhìn xem trong tài liệu này. Thông tin về kinh tế tài chính. Các bạn thấy khi mình hoạt động một cái gì, các bạn thấy mình có cần tài chính không ạ? Cần không ạ? Nè, lớp có ai có thể trả lời giúp cô nghe thử là mình có cần đến tài chính không các bạn? Dạ cần cô ơi. Cần, rất là cần, cực kỳ cần, đúng không ạ? Rất là cần. Bản thân chúng ta đi cuộc sống của chúng ta cần tài chính không? Có. Nó rất là quan trọng, rất là cần. Vậy đối với một doanh nghiệp đó là một cái sự sống còn của doanh nghiệp. Vậy khi sống còn doanh nghiệp như vậy thì phải quản lý như thế nào? Ghi chép ra làm sao, kiểm tra làm sao? Đó. Thì ở đây thì khi chúng ta nói về tài chính thì đương nhiên việc đầu tiên chúng ta phải được xử lý nó, thu thập nó, kiểm tra nó, phân tích, cung cấp thông tin cho của nó là đầu tiên chúng ta phải thể hiện dưới dạng giá trị. Tài sản đó có phải là giá trị bao nhiêu tiền? Nếu mà chi phí đó bỏ ra là bao nhiêu tiền? Doanh thu đó thu được là bao nhiêu tiền? Có nghĩa việc đầu tiên chúng ta thể hiện về giá trị. Thứ hai chúng ta thể hiện về mặt hiện vật. Hiện vật tức là chúng ta có những cái gì, ví dụ như doanh nghiệp tôi có một khách sạn, doanh nghiệp tôi có một nhà hàng, doanh nghiệp tôi có một văn phòng mở ra tại quận 1 để thực hiện công việc và hướng dẫn du lịch, ví dụ vậy. Thì đó là hiện vật.
Từ thời gian tôi sẽ làm việc bao nhiêu lâu, làm việc như thế nào, làm việc ra sao, để dựa vào đó để có thể tính lương cho các bộ phận. Đó, như vậy chúng ta sẽ thấy chúng ta đó là khái niệm đầu tiên về kế toán. Ngay sau đây các bạn họ khi các bạn làm nhà quản trị, các bạn tuyển dụng kế toán thì các bạn sẽ nói như vậy: à, kế toán là gì vậy các bạn? Mình chỉ cần hỏi họ những vấn đề đó là họ phải trả lời cho chúng ta. Họ đi làm công việc đó họ phải biết được họ làm những cái gì, được không các bạn? Rồi, đó là vấn đề khái niệm đầu tiên. Vấn đề thứ hai tiếp theo, khi làm kế toán thì phải biết tại trong cơ vị chúng ta có một bộ phận gọi là đơn vị kế toán trong doanh nghiệp của mình. Như vậy đơn vị kế toán là cái gì? Là cái nơi là các nhân viên kế toán thực hiện, tức là nơi đó là nơi xảy ra diễn ra những cái hoạt động về kiểm soát tài sản, thu nhập, xử lý và cung cấp các thông tin và tổng hợp báo cáo. Rồi, và khái niệm chúng ta tiếp theo chúng ta cần quan tâm đó là thứ đo tiền tệ. Các bạn thấy không, tất cả mọi thứ đều quy đổi ra tiền. Như vậy là phải sử dụng thước đo tiền tệ để cho biết được hoạt động của chúng ta như thế này, được không các bạn? Được không nè bác? Rồi, tiếp nữa. Thì các bạn thấy là khi chúng ta muốn cần một vấn đề gì để nhà cái để người kế toán họ cung cấp cho chúng ta. Ví dụ, cơ quan chức năng nói, tôi đang cần kiểm tra anh năm hoạt động của anh là năm 2020. Đương nhiên lúc đó kế toán cung cấp số liệu năm 2020. Được không ạ? Như vậy thông thường là cứ sau kết thúc một kỳ hoạt động như vậy là chúng ta cần báo cáo. Vậy kỳ hoạt động của chúng ta như thế nào thì kế toán họ sẽ cung cấp cho chúng ta những thông tin đó, thì người ta sẽ gọi đó là kỳ kế toán. Kỳ kế toán là một khoảng thời gian mà nhà nước đã quy định để lập các báo cáo tài chính. Thì thông thường hiện nay các doanh nghiệp, chúng ta có nhiều loại hình doanh nghiệp, có thể doanh nghiệp là cổ phần, doanh nghiệp là trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp có thể là công ty hợp doanh, vân vân, rất nhiều loại hình doanh nghiệp. Thì tuy mỗi loại hình doanh nghiệp nhà nước sẽ quy định là kỳ báo cáo, kỳ kế toán đó lập báo cáo tài chính là theo bao nhiêu. Có những doanh nghiệp là hàng quý phải làm một lần, có những doanh nghiệp 6 tháng làm một lần, có những doanh nghiệp một năm làm một lần. Đó, như vậy thời gian đó là do chúng ta gọi hình chúng ta là cái gì thì chúng ta thực hiện theo đúng quy định nhà nước lập báo cáo tài chính, thì người ta gọi đó là kỳ kế toán, được không bạn? À, vấn đề tiếp theo, như vậy thì khi kế toán làm việc thì chúng ta kế toán ghi nhận, ở đây các bạn biết rồi, kế toán là kế toán. Khi nói đến việc tính toán thì đương nhiên phải dựa vào những cái thước đo thì mới tính toán được. Ví dụ chúng ta đo cái đoạn đường dài, chúng ta đo bằng km ở Việt Nam, nhưng ở nước khác họ lại đo bằng khác. Đó là nhận về mỗi nước đo khác nhau. Như vậy ở đây trong công tác kế toán chúng ta sử dụng thước đo của chúng ta. Đầu tiên thì cô giới thiệu các bạn ba thước đo. Thứ đó là thứ nhất, thước đo hiện vật. Hiện vật tức là cụ thể nó là cái gì, tức là biểu hiện các tài sản của mình gồm số lượng. Tôi có một căn nhà, đó là hiện vật. Căn nhà đó được mua cách đây 5 năm, đó là về thời gian. Căn nhà đó có giá trị là 1 tỷ, nó nói về giá trị, tức là nói về thước đo tiền tệ. Như vậy đó là ba thước đo để sử dụng trong công tác kế toán. Như vậy là tôi có nói về một căn nhà đó thôi, nhưng mà thể hiện có ba thước đo luôn. Nó là một căn nhà, nó mua 5 năm và có giá trị là 1 tỷ. Được không các bạn? Nghe kịp không lớp? Lớp ơi. Lớp ơi nghe kịp không? Đã kịp cô ơi. Ừ, rồi nhớ nha, khi cô nói nhanh quá hay là vấn đề gì thì các bạn nhớ nhớ nói lại giúp cô là cô ơi, chậm lại hay như thế nào các bạn ha. Rồi anh nội dung tiếp theo là chúng ta nói về phân loại kế toán. Thì ở đây các bạn chú ý phân loại kế toán thì chúng ta có hai cách phân loại kế toán. Đối với kế toán có hai cách phân loại, đó là phân loại kế toán về tài chính và phân loại kế toán về quản trị. Đây chúng ta sẽ đi sâu vào cái mảng thứ hai là kế toán quản trị. Còn kế toán tài chính họ thực hiện các công việc cụ thể của họ theo đúng luật kế toán quy định. Đúng không? Còn chúng ta là nhà quản trị, có nghĩa chúng ta đang cần cái mảng kế toán quản trị hỗ trợ chúng ta, thì chúng ta đi học sâu về cái môn học này, các bạn về cái phần về kế toán quản trị này. Được không ạ? Tức là đây là kế toán quản lý hết toàn bộ tình hình tài chính của doanh nghiệp để thông báo thông tin cho bên ngoài được biết. À, như vậy cung cấp thông tin cho bên ngoài thì thực hiện thông qua kế toán tài chính. Nhưng đối với nhà quản trị chúng ta cần những thông tin để hỗ trợ cho nhà quản trị chúng ta, thì đối với đây thì chúng ta cần thông tin gì thì kế toán quản trị sẽ cung cấp. Nhưng mà kế toán quản trị muốn làm được thì luôn luôn cũng phải dựa căn cứ trên số liệu của kế toán tài chính. À, đó là vấn đề mà chúng ta cần biết về phân loại kế toán. À, tiếp theo thì kế toán của chúng ta thì các bạn thấy rất là quan trọng, nó quản lý toàn bộ tài chính của doanh nghiệp. Mà doanh nghiệp mình hoạt động thì đương nhiên phải có một kế hoạch
về tài chính rất rõ ràng. À, như vậy thì chức năng của kế toán nó làm gì ở đây? Thì ở đây kế toán nó sẽ có một có công việc đầu tiên, thứ nhất của nó là nó phải phản ánh được tất cả những hoạt động gì xảy ra trong doanh nghiệp của mình. Chức năng đầu tiên của nó là phải phản ánh được, tức là phải phản ánh được tất cả những hoạt động đó. Nó phản ánh bằng cách nào thì chúng ta đi lần lượt chúng ta sẽ biết nó phản ánh cái nào đó. Rồi chức năng thứ hai của nó là nó phải giám đốc, tức là nó phải giám sát được các hoạt động đó. Giám sát đây là không phải là nó quản lý, mà nó phải biết được những cái hoạt động đó liên đới tới tài chính của nó như nào, và tài chính đó có phù hợp, có đúng theo quy định của nhà nước pháp luật hay không. Đó là hai chức năng của kế toán các bạn nha. Đó là thứ ba, tiếp theo thì tôi mới giới thiệu các bạn vai trò vị trí của kế toán. Như vậy lúc này bây giờ bắt đầu mình đã biết sơ qua kế toán là gì rồi. Vậy thì nó sẽ có những nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ này nó lên vai trò và vị trí của kế toán luôn. Thì cái này, nhiệm vụ này của kế toán là do luật quy định luôn các bạn. Nhiệm vụ này do luật quy định rất là rõ ràng. Này, các bạn đọc tiếp giùm cô bốn nhiệm vụ. Bốn nhiệm vụ ha, theo luật kế toán quy định rất là rõ, bốn nhiệm vụ. Đó, các bạn đọc tiếp giùm cô. Rồi vào chúng ta cô sẽ hỏi lại xem chúng ta thấy bốn nhiệm vụ này ở đâu rồi. Tại vì sau này chúng ta là nhà quản trị thì chúng ta sẽ đứng góc độ chúng ta có thể tuyển dụng kế toán, mà khi mình tuyển dụng kế toán thì mình sẽ nắm sơ được cái nhiệm vụ của kế toán, vì nhiệm vụ kế toán phải làm cái gì thì mình phải biết thì mình mới tuyển dụng được kế toán chứ, chứ không phải tự nhiên mình tuyển vô mình không biết là họ sẽ phải làm gì, họ vô họ chơi thì không được. Nếu mà mình phải biết được nhiệm vụ của họ, như vậy mình phải đọc rõ được cái nhiệm vụ này các bạn ha. Nào, thấy chưa các bạn? Các câu hỏi các bạn nãy giờ đọc mà bốn nhiệm vụ đó mình đã thấy nãy giờ thấy ở đâu chưa? Có bạn nào trả lời giúp cô không? Bốn nhiệm vụ này nó được thể hiện ở đâu? Bốn nhiệm vụ kế toán nó đã được thể hiện ở đâu vậy các bạn? Nào, hai trả lời giúp cô nè. Hai. Ai trả lời giúp giùm cô? Trời ơi, 87 bạn mà không ai trả lời giúp cô. Xem mình nãy giờ mình đã đọc, cô đã cho 30 phút để đọc. Cô hỏi thử một bạn thử coi. Bạn này là bạn gì đây? Nguyễn Ngọc Bích Nhi. Bích Nhi ơi. Bích Nhi. Nhi ơi, chà không thấy lên tiếng ha. Bích Nhi cũng không thấy chat với cô luôn này, tôi cũng không thấy chat với tôi luôn này. Dạ xin lỗi cô Hà. Ừ. Các bạn nào mà giáo viên gọi 3 lần các bạn không lên tiếng thì điểm danh vắng ngày hôm nay luôn nha. Các bạn không phải mở lên để các bạn để đó. Dạ em cảm ơn cô Hà. Rồi, cảm ơn thầy cát. Để cô gặp bạn khác thử ha. Thì nãy cô cho các bạn khoảng 30 phút để chúng ta đọc lướt qua những vấn đề của chúng ta. Phương Linh, Lê Vũ Phương Linh có đây không ạ? Dạ có. Rồi, cảm ơn em. Rồi em nói với cô nghe con, nãy giờ mình đọc bốn nhiệm vụ cái toán này mình đã thấy ở đâu chưa? Mình đọc ở đâu chưa? Dạ, thưa cô là ở khái niệm kế toán là gì cô? Đúng rồi. Cảm ơn bạn. Rồi. À, như vậy bạn thấy bạn mình trả lời chưa? À, bạn mình nói là bốn nhiệm vụ này đã thấy nằm ở ngay từ khái niệm kế toán. Như vậy từ khái niệm kế toán là cái cơ bản nhất, người ta bắt đầu mới đưa ra công việc của kế toán cần gì và kế toán sẽ làm như thế nào. Đây bắt đầu ta cụ thể đưa ra cái nhiệm vụ kế toán này các bạn. Thu thập xử lý thông tin số liệu kế toán. Đó. Thứ hai là kiểm tra giám sát việc quản lý sử dụng tài sản. Để cho các bạn, đây tài sản là tài chính của mình đó các bạn. Thứ ba, phân tích thông tin số liệu để tham mưu đề xuất. Thứ tư, cung cấp thông tin số liệu kế toán. Đó. Nhưng mà các bạn sẽ đọc thấy bốn nhiệm vụ này của kế toán, mình thấy không, nó luôn luôn thực hiện theo chuẩn mực chế đoán chế độ kế toán đó, hoặc là theo pháp luật về tài chính kế toán. Bây giờ các bạn đó, và theo quy định của pháp luật
tất cả mọi thứ này của kế toán thực hiện dịch vụ này đều dựa trên quy định của nhà nước pháp luật. Tại vì ở đây các bạn thấy đầu tiên là chuẩn mực chế độ. Chuẩn mực và chế độ kế toán này không phải tự doanh nghiệp mình đẻ ra, mà cái này là do Bộ Tài chính ban hành. Một Bộ Tài chính ban hành có nghĩa là luật đã đưa ra và Bộ Tài chính đưa ra các vấn đề để phục vụ hoạt động tiếp theo. À, như vậy là cô giới thiệu các bạn về nhiệm vụ kế toán. Sau này mình làm nhà quản trị ha, mình tuyển dụng một kế toán, mình nói nhiệm vụ của anh là gì biết không, họ trả lời sai một cái mình có thể nói được anh nhiệm vụ của anh là phải về nè, theo đúng luật đã đi ghi ra, tôi chỉ cần biết anh phải làm đúng theo luật, đúng không các bạn? Rồi, đó là vấn đề mà tôi giới thiệu các bạn về nhiệm vụ kế toán. Này, chúng ta tiếp theo nội dung tiếp theo. Khi chúng ta biết được nhiệm vụ kế toán rồi thì bây giờ chúng ta phải yêu cầu kế toán làm cái gì này? Nó thu thập toàn bộ những hoạt động của doanh nghiệp. Như vậy nó thu thập để làm gì? Để nó phản ánh lại. Nãy chức năng của kế toán, nó không nói chức năng kế toán là phản ánh. Đó, như vậy đầu tiên chúng ta phải phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh tại doanh nghiệp. Tất cả gì xảy ra tại doanh nghiệp, cơ gói các bạn là tất cả mọi thứ hoạt động trên cuộc sống này đều liên đới tới tài chính hết. Tất cả mọi thứ các bạn nha. Như vậy thì các bạn thấy chúng ta phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh của một doanh nghiệp là cái toán phản ánh hết đầy đủ, không bỏ sót một vấn đề nào. Rồi, đề thứ hai là phản ánh kịp thời và đúng thời gian quy định. Ví dụ như nhà nước yêu cầu báo cáo đó phải nộp vào ngày 31 tháng 3 năm sau, vậy đến ngày 31 tháng 3 năm sau chúng ta không nộp, đương nhiên cái cơ quan chức năng đó sẽ thông báo về cho chúng ta biết doanh nghiệp bạn chưa nộp báo cáo theo đúng luật nhà nước quy định, doanh nghiệp bạn sẽ phải chịu nộp phạt như vậy, vân vân. Đó, thấy không các bạn? Như vậy là phải yêu cầu kế toán phải làm đúng như vậy. Vấn đề thứ ba, phản ánh rõ ràng dễ hiểu. Thì cô đã nói các bạn là mỗi một công việc nó có những cái vấn đề khác nhau của công việc đó, đúng không? Ví dụ như chẳng hạn như là bạn nấu ăn thì bạn sẽ phải có những cái gì, những nguyên liệu này, thì đương nhiên bạn phải trình bày ra những cái nguyên liệu đó. Đương nhiên có những cái mà kỹ thuật của bạn không thể nói hết tất cả mọi thứ được. Giống như kế toán, người ta cũng có những cái phương pháp để ta làm việc để có được những số liệu để ta thông báo được bạn. Như vậy là người khi những cái vấn đề đó người ta không thể nói được, đó là những kỹ thuật làm việc ta, nhưng mà người ta vẫn phải phản ánh rõ và làm sao một cách dễ hiểu nhất. Một món ăn bạn đưa ra, bạn đương nhiên bạn sẽ nói là trong món ăn này có những vị này à, nhưng mà vị đó bao nhiêu gram, một muỗng, hai muỗng hay như này, thì đương nhiên bạn cũng có đó là một kích bạn. Như vậy thì ở đây nhưng mà vẫn phải rõ, phải trình bày rõ ràng, dễ hiểu và chính xác những cái thông tin đó. Đó. Rồi vấn đề thứ tư, phản ánh chung thực hiện trạng bản chất sự việc. Bạn biết rồi, cái toán liên đới đến tiền, mà liên đới tiền thì càng trung thực, càng đúng bản chất sự việc, thì đó là yêu cầu đối với cái toán. Đó. Thứ năm là thông tin số liệu phải được phản ánh liên tục. Phản ánh liên tục tức là số liệu ngày hôm qua kết thúc như nào, hôm nay lại tiếp tục những cái nội dung đó để chúng ta tiếp. Hoặc là ví dụ ngày hôm qua kế toán làm cái phiếu thu số 02 thì qua ngày hôm nay là tiếp số phiếu thu số 03, không thể chừa số phiếu thu 03 ra mà là phiếu thu 04. Hoặc ngày hôm qua làm phiếu chi số 10 thì hôm nay sẽ tiếp tục phiếu chi số 11, không để chừa cái số phiếu chi số 11 ra mà tiếp tục qua phiếu chi số 12, được không ạ? Nào, số 6 là phân loại sắp xếp thông tin số liệu kế toán theo trình tự và có hệ thống, tức là làm sao để có thể so sánh được giữa các kỳ hoạt động kinh doanh để biết là kỳ trước doanh thu tôi đạt này, kỳ này doanh thu đạt bao nhiêu, vậy phải theo dõi doanh thu riêng, đúng không? Doanh thu riêng, chi phí riêng để biết vậy doanh thu tăng lên hay giảm xuống giữa các hiệu quả kinh doanh. Đó, như vậy họ phải sắp xếp thông tin số liệu của họ làm sao để có thể mình đọc vô mình hiểu được. Rồi, đó là yêu cầu đối với toán. Như vậy khi cầu đối với toán, vậy thì nhà nước đưa ra một số nguyên tắc đối với toán thực hiện. Vì đây là những cái nguyên tắc mà nhà kế toán họ sẽ vận dụng trong công việc làm của họ các bạn nha. Chúng ta đọc qua để chúng ta biết thôi. Nào, thì trong tài liệu cũng có giới thiệu cho các bạn các nguyên tắc kế toán này. Nào, thì các bạn cũng phải đọc sơ qua các nguyên tắc kế toán này các bạn ha. Đương nhiên những nguyên tắc kế toán này là những nguyên tắc mà kế toán họ biết họ sẽ phải thực hiện như thế nào. Được không các bạn? Kịp không này lớp? Lớp ơi, có kịp không? Lớp nè. Thì không, nãy giờ các bạn có ghi chép, có đánh dấu nốt được trong tài liệu của mình không nè? Các bạn, ai trả lời giúp cô, nãy giờ mình có ghi chép, có nốt lại được những gì trong tài liệu của mình không? Được thì cố gắng nha.
Có gì thì báo lại cô biết là cô hơi nhanh thế này kia để cô biết ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua một ông tiếp theo. Bây giờ đây là cái quan trọng nhất của chúng ta trong cái chương này để các bạn. Đối tượng để con, đối tượng là gì? Là cái mình quan tâm. Đúng không ạ? Mà các bạn biết rồi, hồi lúc đầu cô giới thiệu các bạn là kế toán là người phục vụ cho nhà quản trị. Vậy có nghĩa là chúng quản trị quan tâm cái gì thì kế toán sẽ quan tâm đến điều đó. Được không các bạn? Dạ, như vậy thì chúng ta quan tâm cái gì? Có phải chúng ta quan tâm đến tài chính của chúng ta không ạ? Đúng không? Lê Kim Ngân. Lê Kim Ngân ơi. Dạ. Ừ, nếu mà em là một nhà quản lý thì em quan tâm đến cái gì? Cô là tới doanh thu. À, tới doanh thu. Tới gì nữa? Cô là Quan tâm cái gì? Bạn là nhà quản trị đó. Bây giờ giả sử bạn là một nhà quản trị của khách sạn. Nhà trả lời giúp cô coi, bạn là nhà quản trị của khách sạn, bạn quan tâm gì vậy? Được chưa em, trả lời được chưa em? em không biết. Oh, trời ơi, mình đang học quản trị rồi mà tự nhiên bữa giờ đã học môn quản trị làm chưa? Bữa giờ chúng ta đã học môn quản trị nào chưa các bạn ha? Nói giúp cô nghe coi. Ta trả lời giúp mình cô nghe nào. Chúng ta đã học những môn quản trị nào? Quản trị học rồi cô. Quản trị học rồi. Gì nữa? Quản trị học là cái mà cơ bản nhất phục vụ cho nhà quản trị chúng ta. Thì trong quản trị học nó có nói những cái gì? Nó có bốn chức năng rất là cơ bản luôn của quản trị học luôn. Chính nhân cái toán quản trị phải biết bốn chức năng đó để mà phục vụ cho các bạn. À, vậy thì thêm lại giúp dùm cô bốn chức năng của nhà quản trị nha, được không đó, được không? Nhưng mà một cái quan tâm mà cái nhà quản trị chúng ta thường quan tâm đầu tiên, thứ nhất là cái hoạt động của doanh nghiệp, đúng không ạ? Doanh nghiệp mình hoạt động như thế nào, đúng không ạ? Rồi doanh nghiệp mình hoạt động như thế nào thì lúc đó tài chính sẽ đi kèm theo đó các bạn ha. Tài chính sẽ đi kèm theo. Mà tài chính là gì? Tài chính chính là tiền. Mà tiền chính là gì? Là tài sản của mình. Tiền chính là tài sản của mình. Như vậy là nhà quản trị sẽ quan tâm đến tài sản của mình, đúng không ạ? Mà tài sản đó, nếu chúng ta là người quản trị hoạt động kinh doanh, chúng ta là người quản lý một hoạt động kinh doanh, thì chúng ta có để nó đứng yên không? Không bao giờ. Chúng ta phải cho nó vận động. Vận động là cách nào? Tôi bỏ tiền ra tôi mua cái này, tôi đem về tôi bán lại, tôi bỏ tiền là ra tạo ra cái này để tôi bán lại, tôi xây dựng khách sạn để tôi cho thuê, và tôi đương nhiên tôi phải tính toán tôi xây dựng khách sạn như vậy thì sau này tôi sẽ có được thu được cái gì, đúng không? Vậy là lúc đó mình bỏ tiền ra, bỏ chi phí ra, mình phải thu được cái gì đó, người ta sẽ gọi là doanh thu. Từ đó sẽ xác định được một khoản lợi nhuận. Đây có một bạn nào đó đã đánh máy ra dùm cô này, lợi nhuận. Tức là nãy giờ bạn đang trả lời câu hỏi cô là nhà quản trị quan tâm cái gì? Quan tâm lợi nhuận. Mà lợi nhuận tính từ đâu? Các bạn học quản trị biết rồi, lợi nhuận tính bằng cách lấy doanh thu trừ đi chi phí. Mà doanh thu ở đâu? Doanh thu là cái chúng ta thu được. Mà làm sao chúng ta thu được? Là chúng ta phải bỏ ra chúng ta mới thu được, chứ không thể nào mà nằm ngửa chờ sung rụng, đúng không? Vậy chúng ta bỏ ra cái gì? Đương nhiên bỏ ra những tất cả mọi vấn đề hoạt động của doanh nghiệp, bỏ ra tiền, bỏ ra công sức, vân vân, tất cả những cái đó đó chúng ta bỏ ra. Thì có nghĩa là lúc đó có nghĩa chúng ta đang cho tiền chúng ta vận động, và cho tiền vận động có nghĩa cho tài sản ta vận động. Như vậy là đối tượng mà chúng ta quan tâm chính là tài chính, mà chính tài chính chính là tài sản và sự vận động của tài sản. Như vậy kế toán nó cũng quan tâm điều này luôn, được không các bạn? Kế toán quan tâm điều này. Vậy nó là cái gì thì đầu tiên trước hết tôi giới thiệu các bạn, khi nói đến tài sản đầu tiên tôi nói đối tượng đầu tiên là tài sản trước các bạn nha. Tài sản ví dụ tôi nói là tôi có một căn nhà, tôi có một chiếc xe máy, được không ạ? Như vậy có nghĩa là chúng ta biết rõ mình có cái gì. Nhưng bắt đầu các bạn sẽ thắc mắc tiếp, ủa căn nhà đó đâu cô ra vậy cô? Sẽ có người hỏi cô như vậy. Xe máy đó ở đâu ra vậy cô? Sẽ có người hỏi cô như vậy.
đúng không ạ? Nên như vậy là mình sẽ thắc mắc cái nguồn hình thành nên tài sản của mình. Như vậy ở đây khi chúng ta nói đến tài sản của chúng ta thì chúng ta phải nói được hai mặt của cái tài sản của nó. Thứ nhất, kết cấu tài sản. Thứ hai là nguồn hình thành tài sản. Kết cấu, nhớ từ cụm từ này mình gặp ở đâu chưa các bạn không? Có ai còn nhớ cụm từ kết cấu thì mình gặp ở đâu chưa các bạn? Ai nhớ? Trả lời giúp cô. Bạn nào nhớ? Trả lời giúp mình cô nhé. Diễm Quỳnh. Diễm Quỳnh ơi. Dạ, Ừ, là cô trả lời giúp mình cô biết là cái từ cụm từ kết cấu mình đã gặp ở đâu. thưa cô là kết cấu mình gặp ở không biết nữa, thấy nhiều lắm coi. Nhiều lắm nhưng mình nhớ cái gì lắm nó liên đới đến mình đã gặp rồi thì lúc đó cô sẽ giải thích tiếp. Mình gặp thường xuyên, gặp tới mười mấy năm học phổ thông. Kết cấu Nghe cụm từ này chưa, kết cấu một bài văn nghe chưa? rồi À nghe rồi, kết cấu một kết bài văn cấu nói lên điều gì? nói lên là từng cái phần của bài văn đó. À, tức là vậy là kết cấu một bài văn, tức là bài văn đó có bao nhiêu phần đúng không? Dạ đúng rồi. À, vậy thì bây giờ người ta dùng từ kết cấu tài sản có nghĩa tài sản có những cái gì đúng không em? Dạ đúng rồi. À, rồi, cảm ơn em. Như vậy đó các bạn thấy là cụm từ kết cấu tài sản tức là cho biết là chúng ta có những loại tài sản gì. Có, ví dụ như có một cái khách sạn, có một chiếc xe hơi, đúng không ạ? Rồi trong khách sạn đó chúng ta có giường, có tủ, có bàn, có ghế, không ví dụ như vậy. Được không? Được chưa? Như vậy đó là chúng ta biết được chúng ta có những cái gì. Và thứ hai nó nói đến là nguồn hình thành tài sản của ta, khách sạn đó ở đâu ra mình có vậy, nhà hàng đó ở đâu ra mình có phải do mình xây do tiền của mình hoặc là mình đi mượn mình vay để mình xây lên đúng không bạn? Nào như vậy là chúng ta đi tìm hiểu hai mặt thôi. Thứ nhất là kết cấu tài sản là thể hiện tài sản, từng loại tài sản chúng ta trong tổng tài sản hiện có doanh nghiệp, được chưa? Và thứ hai là nguồn hình thành tài sản tức là thể hiện cái mà tạo ra tài sản đó, tức là cái khoản mà chúng ta có là vốn chủ sở hữu và một khoản nào đó chúng ta nợ người khác, tức là chúng ta mượn để chúng ta tạo ra tài sản đó, được không? Được không này các bạn? Như vậy thì đầu tiên trước hết tài sản thì các bạn sẽ lưu ý là lưu ý giùm cô ha, tài sản của chúng ta là tiên thứ nhất chúng ta phải biết được nó được sử dụng trong bao lâu trong doanh nghiệp, mình dùng như thế nào, dùng ra làm sao thì nó sẽ nói về thời gian. Như vậy dựa vào thời gian nó sẽ chia ra hai loại tài sản ngắn hạn và dài hạn, được không các bạn? Ngắn hạn và dài hạn. Như vậy mình nghe từ ngắn hạn dài hạn là trước đây học phổ thông chúng ta đã nghe rồi, có ai còn nhớ ngắn hạn và dài hạn nói lên vấn đề gì không? Giúp giùm cô anh Sang. Anh Sang, Dạ em nghe được cô. ừ rồi cho cô hỏi một câu là trước đây mình đã nghe cụm từ ngắn hạn và dài hạn, mình nghe ở đâu và nó nói lên điều gì và làm sao biết được là cụm từ đó ngắn hạn dài hạn để nói cái vấn đề đó. Ngắn hạn dài hạn hả cô? Ừ, mình đã gặp ở đâu chưa này? Dạ, cái này hình như là ở trong mấy cái khoản vay trong ngân hàng của cô. À, trong khoản vay ngân hàng. Ví dụ vay là vay ngắn hạn, vay dài hạn đúng không ạ? Dạ Vậy đúng rồi. nó cho mình biết điều gì? Ví dụ như là ta Dạ. nói ngắn hạn có nghĩa là nói về gì vậy? Dạ ngắn hạn là kiểu mình trả tiền nhiều của cô nên nó ngắn, còn dài hạn là mình trả lâu nhưng mà nó Rồi, cảm ơn em. Ngoài ra còn ở đâu nữa không? Mọi người còn nhớ ở đâu nữa không? Đây, giúp giùm cô Thu Trang. trong tình yêu của cô. Hả? Ở đâu? Rồi, Thu Trang. Thu Trang ơi, Mai thì Thu Trang. Dạ em nghe cô. Ừ rồi, anh sẽ lấy giúp cô nghe cụm từ ngắn hạn dài hạn để ở đâu không ạ? Dạ em cũng nghĩ là ở trong ngân hàng. À, ở trong ngân hàng. Dạ. Em nghĩ Còn gì là không? trong hạn sử dụng đó cô.
hả? Trong hạn sử dụng đó cô. Trong hạn sử dụng rồi, ok, còn gì nữa không ạ? Nó rất là quen với các bạn đã học phổ thông của bạn đã nghe rồi. Rồi cảm ơn các bạn. Mình có nghe cây ngắn ngày và cây dài ngày chưa? Trong hộp đồng nữa. Rồi nhưng mà cho cô hỏi là trước đây mình học môn sinh học, mình có nghe cây ngắn ngày và cây dài ngày chưa? Dạ rồi ạ. Dạ rồi ạ. Ngắn ngày dài ngày tức là ngắn hạn và dài hạn, vậy là ngắn ngày dài ngày tức là thời gian đúng không ạ? Vậy là ở đây giống như nãy giờ cũng có một số bạn nói là nó ở đây là ngắn hạn dài hạn là nói về thời gian, vậy ở đây đúng là nói tiếp tài sản được chia thành tài sản ngắn hạn dài hạn, tức là mình phải căn cứ vào thời gian để mình biết nó là ngắn hạn hay dài hạn, về thời gian là bao nhiêu lâu, thì người ta ở đây ta quy định chốt để căn cứ để phân tích ra đâu là tài sản ngắn hạn đâu là tài sản. Thời gian là 1 năm, kịp chưa các bạn? Ghi chú kịp không? Cô nói ghi chậm nó nghe, ghi chú kịp không? Thời gian là 1 năm, căn cứ thời gian 1 năm đó để chúng ta biết được nó là ngắn hay dài, thì đương nhiên ngắn tức là ít hơn đúng không ạ? Dài tức là nhiều hơn, ta đã lấy mất 1 năm, như vậy là từ 1 năm trở lại người ta gọi là ngắn hạn, nhớ nha, từ nha, cô đang nói từ 1 năm đổ lại, từ 1 năm lại, tức là từ 1 năm trở xuống á, được chưa? Người ta gọi đó là tài sản ngắn hạn. Những tài sản nào dùng trong doanh nghiệp từ 1 năm trở lại thì đưa là ngắn hạn, tài sản nào sử dụng trên 1 năm thì gọi là dài hạn. Nhớ chú giùm cô ha, thời gian nha. Rồi còn ở đây chúng ta tiếp về nguồn hình thành tài sản. Thứ nhất là vốn chủ sở. Vốn chủ sở là cái gì các bạn? Là vốn của mình là người chủ sở doanh nghiệp, mình đưa vốn vào đó là của mình. Nhưng đương nhiên các bạn biết trong hoạt động kinh doanh thì có những khoản gì các bạn mình nợ người khác. Trong hoạt động kinh doanh, ví dụ tôi mua hàng tôi chưa trả tiền, tôi gối đầu tuần sau trả, ví dụ vậy, thì có nghĩa bây giờ tôi có hàng, tôi đem hàng về rồi nhưng mà tôi chưa trả tiền cho bạn thì gối đầu mà đúng không ạ? À, như vậy thì cái khoản mà tôi chưa trả tiền bạn đó là khoản nợ để trả, nhưng tài sản tôi có chưa có rồi, vậy cái khoản nợ đó nó tạo ra tài sản thì mình gọi khoản nợ phải trả là nguồn hình thành của tài sản. Sau này chúng ta sẽ gọi tắt hai cụm từ này là tài sản và nguồn vốn, được chưa các bạn? Rồi chúng ta sẽ đi sâu kỹ vào tài sản trước này. Đây chia ngắn hạn dài hạn, nhìn thấy chưa, gồm có tiền, đầu tư là tiền trước, thứ hai đầu tư tài chính ngắn hạn. Đầu tư tài chính ngắn hạn tức là đúng không? Tôi ra sàn giao dịch chứng khoán, tôi mua chứng khoán đó 2 3 tháng sau tôi trả, tôi bán lại, tôi kinh doanh đó, tôi có khoản phải thu. Phải thu, ví dụ tôi cho khách hàng tôi nợ nợ 1 tháng trả hàng tồn kho. Hàng tồn kho ở đây là những loại hàng, những loại tài sản mà còn kho để chứa đựng nó. À, chúng ta đi sâu kỹ vấn đề này trước hết nha các bạn ha. Đầu tiên tôi nhắc tiền trước. Tiền thì gồm có gì ạ? Các bạn đi kể giùm cô xin cái này đi, hoặc là ở trong tài liệu nó có thì chúng ta cũng có sẵn, chúng ta đánh dấu luôn. Tiền thì gồm thứ nhất là tiền mặt, thứ hai là tiền gửi ngân hàng. Ghi nha, ghi chú nha, cô nói là các bạn phải ghi chú nha. Tiền mặt là gì? Tiền mặt tức là tiền mà chúng ta đang cầm trong tay, chúng ta có thể mở ra đếm được, sờ được. Còn tiền gửi ngân hàng cũng là tiền của mình, nhưng mình không sờ được, đếm được, mình đã gửi rồi, được không các bạn? Được chưa nào? Được không các bạn ơi? Dạ được. Rồi, ok. Tiếp tục đầu tư tài chính ngắn hạn, như cô nãy cô nói mua chứng khoán, mình ra sàn đi chứng khoán mình mua thôi. Tôi thấy cái mã đó nó có thể phát triển hoặc có thể thu được lợi nhuận, tôi mua mua 3 4 tháng sau tôi bán lại. Như vậy đầu tư tài chính là gồm có gì ạ? Chứng khoán, cổ phiếu. Còn riêng cổ phần thì không có ngắn hạn các bạn nha. Cổ phiếu, chứng khoán, đó, hai khoản đó. Rồi các khoản phải thu. Các khoản phải thu, có nghĩa là người khác nợ mình. Người khác nợ mình ví dụ như là gì? Ví dụ như khách hàng mua chưa trả. Thì chúng ta có khoản này, phải thu khách hàng. Đi được không ạ? Khoản thứ hai, đó là khoản cho nhân viên tạm ứng để đi mua các loại tài sản. Tôi cho anh đưa tiền cho anh, ứng cho anh trước để anh đi mua, nếu anh không mua anh về trả lại tiền tôi thì cái khoản đó cũng là khoản phải thu của tôi. Rồi tiếp tục hàng tồn kho. Hàng tồn kho là những tài sản cần kho chứa đựng nó, ví dụ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ chúng ta dùng, chúng ta mua về chúng ta chưa dùng, chúng ta đưa vào kho chúng ta cất. Hoặc
hàng hóa chúng ta mua về, chúng ta cất trong kho xong rồi chúng ta sẽ bán. Hoặc sản phẩm hoàn thành người ta còn gọi là thành phẩm. Sản phẩm hoàn thành người ta còn gọi là thành phẩm. Ghi kịp không các bạn? Thì cái đó nếu mà chúng ta chưa bán thì chúng ta vẫn nhập kho, tôi sản xuất xong tôi nhập vào kho để đó. Rồi sau đó tôi bán. Được không ạ? Rồi. Ngoài ra những cái khoản trên thì người ta sẽ liệt kê vào cái mục là tài sản ngắn hạn khác. Rồi, còn nội dung chứ tiếp theo đó là tài sản dài hạn. Tài sản dài hạn thì nãy cô đã nói rồi, những cái gì trên một năm chúng ta sẽ gọi là tài sản dài hạn. Thứ nhất, đầu tiên chúng ta cùng nhìn lên trên tài sản ngắn hạn chứ, tiền. Tiền thì các bạn thấy là tôi đã nói là tiền là một thứ tài sản có tính thanh khoản nhanh nhất. Mà tính thanh khoản nhanh nhất có nghĩa là nó sẽ thay đổi nhanh nhất, nó sẽ vận động nhanh nhất. 5.000 trong túi mình, lát nữa đi ra mua gói xôi hết mất 5.000 của mình không còn nữa. Mà thay vào đó mình có tài sản khác. Được không ạ? Vậy thì đầu tiên thứ nhất tiền chắc chắn không phải là tài sản dài hạn. Thứ hai, đầu tư tài chính có không có? Nãy tôi nói là chứng khoán, cổ phiếu thì bây giờ chúng ta có mua cổ phần của một công ty khác. Thì thường là mua cổ phần thì phải có một cái thời hạn trên một năm thì chúng ta mới mới có thể chuyển nhượng cho người khác được. À, như vậy ở một đầu tư tài chính dài hạn chúng ta có cổ phần. Được không các bạn? Rồi tiếp tục. Các khoản phải thu. Đương nhiên có thể tôi cho các bạn nợ một tháng, có thể tôi cho các bạn nợ 2 năm. Tùy. Như vậy là trong khoản thu phải thu nó có phải thu dài hạn các bạn ha. Như vậy khoản phải thu dài hạn chúng ta sẽ có phải thu của khách hàng nhưng mà chúng ta cho nợ thời gian dài. Rồi, hàng tồn kho mình có không? Các bạn nào muốn mua nguyên vật liệu về để trên một năm rồi mới dùng không các bạn? Không, không bao giờ có. Mình có muốn mua hàng hóa được để trên một năm rồi mình bán ra không? Cũng không thể nào, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta thay vì hàng tồn kho thì bên dưới tài sản dài hạn nó có tài sản cố định. Tài sản cố định có nghĩa là sử dụng lâu dài cho doanh nghiệp. Ví dụ như chúng ta mua một cái tủ lạnh, chúng ta phải sử dụng lâu dài cho doanh nghiệp. Tôi ví dụ nha, chúng ta bắt một cái máy lạnh chúng ta cũng sử dụng lâu dài nhưng mà sử dụng trên một năm. Đó, như vậy thì tài sản cố định các bạn ghi chú giùm cô là có tài sản cố định hữu hình, có nghĩa là mình nhìn thấy được, rồi thứ hai là tài sản cố định vô hình. Tìm không lớp kịp không lớp ơi? Dạ kịp. Rồi, ok ha. Ổn đúng không? Như vậy là chúng ta đã nói xong cái vấn đề tài sản các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp nội dung tiếp theo đó là nguồn vốn. Nợ phải trả và vốn chủ sở. Nguồn vốn là cái nguồn tạo ra tài sản. Thì đầu tiên trước hết chúng ta phải làm để tạo ra tài sản của mình. Tôi muốn có cái văn phòng làm việc, tôi muốn có một khách sạn thì đương nhiên tôi phải có cái vốn của tôi là bao nhiêu tiền để xây dựng. Đúng không ạ? Như vậy vốn chủ sở hữu là cái khoản mà chủ sở hữu đó quản lý và chính thức của người đó sở hữu, mà cái gì thuộc quyền của tôi sở hữu tôi, được chưa? Thì trong vốn chủ sở hữu này các bạn sẽ chia ra này. Thứ nhất là vốn chủ sở hữu này gồm có này, vẽ cái sinh kế giúp cô hoặc là trong tài liệu cũng có sẵn luôn, các bạn có thể nốt lại nha. Vốn chủ sở hữu gồm có thứ nhất là nguồn vốn kinh doanh ban đầu, lên đăng ký kinh doanh trên giấy phép kinh doanh nó yêu cầu là vốn điều lệ là 1 tỷ, vậy là phải góp vô đúng 1 tỷ. Vốn đó chúng ta gọi là vốn chủ sở hữu, gọi là vốn kinh doanh ban đầu. Sau một thời gian kinh doanh cái nguồn đó nó có thể tăng lên 1,2 tỷ, có nghĩa mình có thêm lợi nhuận 200. Vậy thì chúng ta trong vốn chủ sở hữu chúng ta có lợi nhuận 200, người ta gọi đó là lợi nhuận. Lợi nhuận đó là thuộc vốn chủ sở hữu các bạn nha, tại vì lợi nhuận là được lấy từ doanh thu, là khoản thu được trừ đi những chi phí bỏ ra thì phần còn lại của mình, được không ạ? Rồi, theo quy định của nhà nước pháp luật, khi anh có lợi nhuận, có lãi thì anh phải lập các loại quỹ. Quỹ có nghĩa là để dành khi chúng ta cần thiết tới chúng ta sử dụng. Các loại quỹ, ví dụ như quỹ đầu tư phát triển, hoặc là quỹ phát triển khoa học công nghệ. Đó, những loại quỹ như vậy các bạn ha. Thì ở đây, phần nguồn kinh phí vào quỹ đây các bạn, thì chúng ta có những cái quỹ như vậy. Được trích từ lợi nhuận các bạn nha, được trích từ lợi nhuận, nhớ nha, các loại quỹ trích từ lợi nhuận. Này, đó là đầu tiên cô nói vốn chủ sở hữu.
Nhưng mà trong quá trình hoạt động kinh doanh, vốn của bạn không đủ thì bạn phải đi vay hoặc là chúng ta nợ người khác, à thì đó gọi là khoản nợ phải trả. Ví dụ vay ngân hàng, đúng không ạ? Chúng ta đang thiếu, chúng ta phải vay vay ngân hàng. Rồi tiếp tục vay ngân hàng rồi chúng ta có những khoản nữa, ví dụ như chẳng hạn như nãy cô nói là mua hàng gối đầu đó, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nợ người bán, thì các bạn ghi chú thêm là vay ngân hàng, khoản phải trả cho người bán, hoặc là chúng ta nợ lương người lao động là phải trả người lao động, hoặc chúng ta nợ thuế nhà nước thì đó là các khoản thuế và khoản phải nộp nhà nước, chúng ta còn đang nợ vân vân, rất nhiều khoản phải nợ luôn các bạn, nợ phải trả lắm. Nào, như vậy là cô giúp các bạn hai vấn đề về tài sản và người vốn được chưa ạ? Được không lớp? Nó bơi được chưa? Dạ được cô ơi. Rồi ha, xong nội dung này ha, xong nội dung này thì cô rất mong muốn các bạn ghi ví dụ này để chúng ta cùng làm. Rồi ghi giúp từng cô, nếu trong tài liệu có sẵn rồi thì không cần ghi. Nếu tài liệu chưa có thì các bạn ghi giúp từng cô. Nên là không có, các bạn đi cái ví dụ đó sao, các bạn đi cái mình không ví dụ đó này. Sao em không thấy nữa? Được chưa các bạn ha? Ví dụ xong ghi giúp mình cô yêu cầu nè. Yêu cầu ở trên các yêu cầu phân loại tài sản người vốn. Như các bạn ghi chú thêm giúp mình cô là mở ngoặc là gồm các tài sản, phân ra tài sản ngắn hạn, dài hạn, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu luôn. Tức là mình đi chi tiết luôn á. Rồi ghi hết chưa các bạn ha? Dạ chưa cô ơi. À. Rồi, được chưa các bạn ha? Được rồi, thì đây là một bài tập về nhà để các bạn làm ha. Và sáng mai chúng ta sẽ gặp lại nữa. Được không ạ? Được không lớp ơi? Dạ, được. Lớp ơi, xong chưa? Dạ, Xong chưa? Cô cho em ghi xíu nữa nha. À. Ủa.
chụp hình lại cũng được các bạn. Rồi, ổn chưa nè? Dạ rồi cô ơi. Rồi, cảm ơn các bạn ha. Chào các bạn. Bye bye cô. Bữa sau chúng ta sẽ gặp lại ngày mai đúng không ạ? Và chúng ta cũng học ca 1 luôn đúng không? Đúng không thầy, thầy Cát ơi? Dạ đúng rồi cô ơi. À đúng rồi, giờ vậy là cảm ơn các bạn ha. Chúng ta buổi học đầu tiên của chúng ta nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn sáng mai. Giờ mời trả lại lớp cho thầy Cát tí xíu nha. Cả thầy Cát ơi. Dạ dạ em cảm ơn cô. Rồi, rồi cảm ơn các bạn. Dạ thầy. Rồi, thời điểm nhanh các bạn rồi, nếu không có mắc gì nữa các bạn có thể rời nhóm nha. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn thầy.